giờ. Nhận 20 triệu kim cương, nhận trang phục canh tí miễn phí độc quyền, nhận mảnh hộp ma thuật. Tất cả chỉ có trong sự kiện săn 12 con giáp từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Sự kiện chơi game kiếm quà nhiều nhất Tết này. Các bạn không nghe nhầm đâu, chơi game thôi là có quà rồi. Chỉ cần đăng nhập vào trang tết.ff.gana.vn, các bạn sẽ thấy 12 biểu tượng đại diện cho 12 con giáp. Nhiệm vụ của các bạn là sử dụng các lượt quay tại vòng quay mảnh để sưu tập đủ mảnh cho mỗi con giáp, nhận về các mẫu quà khác nhau. Chỉ cần triệu hồi đủ mảnh con giáp đầu tiên, bạn ngay lập tức nhận được 10 mảnh hộp ma thuật. Riêng con giáp tí sẽ được tặng miễn phí khi và chỉ khi bạn đăng nhập vào ngày mùng 1 Tết, tức ngày 25 tháng 1 rồi đấy. Thu thập đủ 12 con giáp, triệu hồi ngay trang phục canh tí miễn phí vĩnh viễn. Vậy làm sao để có nhiều lượt quay đây? Chỉ cần ấn vào kiếm lượt quay để nhận các nhiệm vụ, hoàn thành chúng để có thêm cơ hội săn 12 con giáp nhá. Các bạn có thể chia sẻ, trao đổi các con giáp của mình còn thừa để nhận về những con giáp mà mình còn thiếu trong bộ sưu tập. Nên hãy rủ bạn bè càng đông, càng tiết kiệm thời gian cày cuốc đấy nhá. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ, trao đổi các con giáp của mình còn thừa để nhận về những con giáp mà mình còn thiếu trong bộ sưu tập. Nên hãy rủ bạn bè càng đông, càng tiết kiệm thời gian cày cuốc đấy nhá. Đặc biệt, những người triệu hồi thành công trang phục Tết canh tí sẽ được mở khóa chuỗi nhiệm vụ siêu đặc biệt chia tiền Tết. Phần quà 20 triệu kim cương sẽ được chia đều cho tất cả những người chơi đã hoàn thành chuỗi sự kiện săn 12 con giáp. Vậy nên, hãy sở hữu cho mình trang phục canh tí thật nhanh để trở thành một trong những người may mắn nhất đó nhá. Còn chần chờ gì nữa, tham gia săn 12 con giáp ngay để nhận về vô vàn các phần quà hấp dẫn. Đăng nhập vào trang tết.ff.gana.vn để chơi thôi nào. Đăng nhập Free Fire mùng 1 Tết 25 tháng 1 2020 anh em ơi. 100% nhận hộp ma thuật toàn server, tài khoản full skin súng vĩnh viễn, tài khoản full trang phục vòng quay chế tác các mùa, tận 20 triệu kim cương. Chưa kể trang phục Tết độc quyền vô cùng bắt mắt. Các bạn còn được tùy chọn skin súng, bộ quà Tết gồm áo và tượng siêu đặc biệt iPhone Pro Max và cơ hội nhận ngay tài khoản full nhân vật của Free Fire trong mùa Tết này. Chi tiết xem tại tết.ff.gana.vn. Tết chơi Free Fire, hốt quà tím người. Sự kiện diễn ra từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Tham gia ngay thôi. Ấn đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Gana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.